viêm âm đạo do nấm, còn được gọi là viêm nấm âm đạo. Đây là bệnh lý ở cơ quan sinh dục nữ mà nguyên nhân chủ yếu là do nấm Candida albicans gây ra. Bình thường, môi trường âm đạo ở nữ giới khỏe mạnh chỉ cho phép vi nấm tồn tại ở một mức độ nhất định cùng các vi khuẩn có lợi. Vì vậy mà các vi nấm này không thể gây hại cho âm đạo cũng như các cơ quan khác tại vùng kín. Tuy nhiên, khi pH âm đạo thay đổi, bị mất cân bằng, hàng rào bảo vệ vùng kín bị phá vỡ, những vi nấm này sẽ phát triển ào ạt, tấn công và gây viêm nấm âm đạo. Có thể nói rằng, hiện tượng nấm âm đạo là một trong những căn bệnh phụ khoa phổ biến và dễ gặp nhất. Theo thống kê, có đến 90% nữ giới phải đối mặt với căn bệnh nấm âm đạo ít nhất một lần trong đời, và khoảng 50% trong số đó bị tái phát hoặc dai dẳng, kéo dài, gây ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe phụ khoa cũng như chức năng sinh sản của phụ nữ.